Hello các bạn, lại là góc review phim chiếu rạp của Movie Geek đây. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá siêu phẩm điện ảnh quay trở lại rạp tuần này. Đã 13 năm từ khi Avatar của James Cameron ra mắt vô cùng thành công tại phòng vé toàn cầu, nó đã đặt nền móng cho trào lưu phim 3D nở rộ. Bất cứ nhà phê bình hay khán giả nào dù cho khó tính đến đâu cũng không thể không khâm phục tầm nhìn của đạo diễn tài ba và sự lộng lẫy, trau chuốt trong từng phân cảnh. Avatar 2009 đã tạo ra không chỉ một bộ phim mà là một hành tinh của trải nghiệm điện ảnh cho đến tận ngày nay vẫn làm choáng ngợp khán giả toàn cầu. Người viết không biết là James Cameron có tìm hiểu về các tôn giáo và triết lý phương Đông hay không, nhưng Avatar gợi nhớ rất nhiều đến các triết thuyết của đạo giáo và Phật giáo. Thể của dụng là rỗng, cái cốc đã đầy thì không chứa được. Đó là nguyên do Jack được chọn không bị những kiến thức, kinh nghiệm lẫn định kiến cá nhân ngăn cản việc tương tác với người Na'vi. Không thể tin nổi Avatar được làm từ năm 2009 mà phần hình ảnh và kỹ xảo điện ảnh lại đỉnh đến như vậy. Nếu đã chọn xem Avatar 2009 tại rạp hay Avatar 2 sắp ra mắt thì nhất định phải xem ở định dạng iSmart 3D. Thật, đây sẽ là một trải nghiệm điện ảnh mà bất kỳ ai cũng khó lòng quên được.